Shanghai đường xá hiện đại hiện tại cái bây giờ đang sắt đào. Residents have been barricaded into their homes. những người dân sống chỗ này đang bị rào lại bắt buộc ở trong nhà. những người này có thể đi ra ngoài chỉ để test con việc thôi. cả luôn mấy đứa nhỏ cũng bị trách về chuyện này. Những cái người sống ở đây cũng không có được quyền dẫn chó đi vòng vòng khu của họ. ở ngoài đường cho những con chó bằng robot đi ở ngoài và có thông báo cho biết là về con việc như thế nào như thế nào thôi làm cho nhiều người rất là lo ngại cho nên trong tiệm chợ người ta mua đồ rất là nhiều. Càng ngày thì càng thiếu những đồ ăn trong chợ thêm nữa. Thiếu đồ ăn tới độ ở bên đây họ đặt ra luôn cái bản nhạc về thiếu đồ ăn. Đây là người Mỹ gốc Hoa sống ở bên Shanghai any sense Đại hội nói về Convict, về cái chuyện mà Trung Quốc đưa ra nói là sẽ làm không có Convict ở bên Trung Quốc, thì như vậy có quá chấn hay không? Và Trung Quốc có phải nên làm cho nó dịu bớt xuống một chút xíu hay không? hiện tại ngay bây giờ cũng có một số người ở bên shanghai nói cho biết cái thuốc đang có trong lúc này thì nó đang rất là tồi tệ tồi tệ hơn là cái con việc đang có có nghĩa là thuốc ngừa đang có đó thì nó còn tệ hơn là cái con việc nữa có nhiều người bên shanghai bị chết là tại vì họ cũng không được chính phủ giúp đỡ cho y tá, bác sĩ gì cả. Và cái con số thật sự là có bao nhiêu người bị chết về cái đại dịch này đó, thì chúng ta cũng không biết rõ. Theo của chính phủ Trung Quốc thì nói là con số chết ở bên Trung Quốc là con số 0 và thật sự thì cũng không có biết bên shanghai lockdown tới khi nào nữa thì những người ở bên đây thì cũng không có được báo cho biết khi nào mới xong cái chuyện lockdown the on China vows it will its cho dù hiện tại ngay bây giờ đang xảy ra như vậy ở shanghai trung quốc cũng vẫn đưa ra nói là bên Trung Quốc sẽ làm cho không có con việc nữa. Số 0.